Bofoy lộ diện, cuộc chiến giữa Blast và Ghost. Phân tích One Punch Man Chapter 220. Hello 500 anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập làm việc thuận lợi nhé. Ở Chapter 219 trước đó, Saitama đã chính thức nhận nuôi Rover và tinh trùng đen. Theo đó, anh hói dắt hai con hàng này về nơi ở mới của mình là khu dân cư phức hợp do Hiệp hội Anh hùng xây dựng. Tuy nhiên, Saitama cũng sớm thể hiện khả năng phá hoại của công khi đập nát hệ thống robot phòng thủ ở cổng 9, làm tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của tổ chức. Rất may, với sự xuất hiện của King, mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi. Bên cạnh đó, Chap trước cũng xác nhận việc Saitama chính thức trở thành một anh hùng cấp A. Vậy là sau khoảng thời gian thăm ngàn không ngừng nghỉ, anh hói đã vươn lên được một cấp độ khá cao. Nhưng dù sao thì rank cũng chỉ để cho vui thôi em ạ. Chỉ đối với Saitama, nó không có quá nhiều ý nghĩa. Sang đến chap mới 220 này, thực sự có rất nhiều thông tin thú vị. Nổi bật nhất trong số đó là việc nhân dạng thật của Bofoy đã được tiết lộ. Lão tiến sĩ cũng đang bắt đầu điều tra những thông tin về Saitama. Bởi không chú ý sao được khi Sai Hói đã quét sạch cả một tổ đội robot đáng tự hào của lão này. Bên cạnh đó, thông tin về Blast và God cùng cuộc chạm trán giữa họ 2 năm trước cũng phần nào được nhắc đến. Những thông tin này vô cùng cần thiết trong bối cảnh Hiệp hội cần phổ biến chúng cho những anh hùng khác để chuẩn bị cho một trận chiến lớn với God, và chắc chắn nó sẽ diễn ra. Ngoài ra, sự chú ý của ta đã va vào ánh mắt của nàng. Sai Hói đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ những anh hùng mạnh mẽ khác. Đây có lẽ là dự báo cho màn danh giật Saitama tương đối khốc liệt ở phần tiếp theo của bộ truyện. Và để tìm hiểu rõ hơn về chapter mới 220 vô cùng hấp dẫn này, anh em hãy cùng mình đến ngay với video phân tích nhé. Mini Story. Xuất hiện trong khung tranh lần này là bộ tứ siêu đẳng Zenos, Flashy Flash, Zombie Man và Mặt Nạ Mặt. Nếu anh em không biết thì đây là dự báo cho việc sắp tới sẽ có một cuộc chiến giành giật Sai Hói vô cùng khốc liệt giữa 4 thanh niên này đấy. Ai trong số 4 thanh niên này cũng đang xem Saitama là mục tiêu hàng đầu của mình. Zenos thì quá rõ rồi. Sai Hói chính là người anh tôn trọng nhất, ai đụng chạm hay nói gì đến Sensei là anh chàng xin luôn, không nói nhiều. Zombie Man có lẽ cũng biết được Saitama không phải là kẻ tầm thường. Thậm chí có khi anh hùng này còn biết Saitama chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, nên khả năng cao anh sẽ xem Saitama là hình mẫu để cố gắng không có được sức mạnh vượt bậc hơn. Riêng với Flashy Flash, thanh niên này chắc chắn xem Sai Hói là mục tiêu cần phải thu phục. Vốn dĩ anh chàng đã đồng hành cùng Saitama trong cuộc hành trình đi thẳng vào lòng đất ở trận đại chiến về hiệp hội quái vật. Khả năng cao với nhiều thông tin biết được về Sai Hói, Flashy sẽ mò đến để thu nhận Saitama làm đệ tử, giống với bản gốc đen em ạ. Cuối cùng là Mặt Nạ Mật, anh hùng hạng 1 cấp A, cũng từng để ý đến Saitama. Sau trận chiến thì sự chú ý ấy đã càng tăng thêm. Và không loại trừ khả năng, Mặt Nạ Mật đang âm mưu biến Saitama thành idol giới trẻ tiếp theo. Còn làm được hay không thì hên xui. Anh em có thể theo dõi bản gốc để biết thêm về cặp đôi này nha. Mặt Nạ Mật và Saitama là một cặp đôi khá thú vị đấy. Bofoy xuất hiện. Vậy là sau một quãng thời gian núp lùm chờ đợi, làm được khá nhiều điều mờ ám, Bofoy đã chính thức xuất đầu lộ diện ở bản đẹp. Còn anh em nào theo dõi ở bản gốc có lẽ cũng đã biết rồi. Nhận xét chung thì đây là một lão già nhìn khá là nguy hiểm, và Bofoy cũng nhanh chóng thể hiện sự nguy hiểm đó khi ông ta bắt đầu điều tra những thông tin về Saitama. Điều này là dễ hiểu khi Bofoy là kẻ hiếm hoi biết được chính Saitama là kẻ đã bón hành cho đám robot cấp độ cao do mình chế tạo. Chỉ với vài pha cào phím, Bofoy đã biết được kha khá thông tin về Saitama. Những trận chiến mà anh hói tham gia, cùng với đó là quá trình leo rank của thanh niên nhà nghèo kia. Có vẻ như thông tin về Saitama cũng không quá nhiều. Nhưng với đầu óc của Bofoy, có lẽ lão biết rằng Saitama thực tế không phải là kẻ ăn hôi. Hiệp sĩ kim loại cũng chú ý đến bài thi thể chất của Saitama khi gia nhập hiệp hội. Đây có thể là bằng chứng quan trọng để Bofoy nghiên cứu thêm. Nhìn chung, Bofoy đã bắt đầu chú ý đến Saitama, và lão cũng lộ rõ ý định rằng nếu Saitama làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, lão sẽ có những biện pháp đối phó. Cơ mà tầm này anh em khỏi phải lo cho Sai Hói đâu. Hóa thân như Garu còn không ăn được Saitama thì kèo này Bofoy hơi khó nhai. Thực tế mình đang mong chờ rằng Bofoy sẽ thể hiện thêm điều gì đó, cụ thể là những thông tin liên quan đến sự mơ ám của anh hùng này. Song vẫn chưa có quá nhiều thứ đặc biệt được Bofoy thể hiện. Có lẽ trong những lần xuất hiện tiếp theo, chúng ta mới thực sự xác định rõ được việc lão này có phải là phản diện hay không. Blast và God đã chạm trán vào 2 năm trước. Cuộc chiến với hiệp hội quái vật đã kết thúc. Tuy nhiên, những báo cáo về nó vẫn được tiến hành. Do đó mà Switch
đã tập hợp một cuộc họp gồm một số anh hùng tham chiến để tổng kết lại một số thứ. Theo đó, chúng ta có sự góp mặt của bốn anh hùng là Xenos, Flossy Flash, Jeremy Man và Mặt Nạ Mật. Ở cuộc họp này có khá nhiều thông tin thú vị đã được tiết lộ. Nhìn chung các anh hùng, đặc biệt là Jeremy Man, đã nhận ra hiệp hội quái vật chưa phải là kẻ thù số 1. Đằng sau đó vẫn còn có những kẻ khác nguy hiểm hơn rất nhiều. Mà cụ thể ở đây chính là God, kẻ đã nhúng tay chi phối khá nhiều thứ trong cuộc chiến này. Vốn dĩ, Jeremy Man biết được điều đó là thông qua vua không nhà, kẻ đã chết ngay trước mắt Jeremy Man do bị God lấy đi sức mạnh. Flashy Flash cũng cung cấp thông tin anh và hội đi phượt xuyên lòng đất của mình đã từng chạm trán một kẻ bí ẩn, kẻ cố gắng trao sức mạnh cho người khác thông qua một khối lập phương. Từ đây, mối nguy hại của God đã được hiệp hội định hình một cách rõ ràng và chắc chắn nó sẽ được phổ biến đến cho các anh hùng mạnh mẽ khác. Chính Sitch cũng dự đoán được điều này rất có thể là mối nguy hại trong lời tiên tri của bà Sibabawa. Đặc biệt hơn, khi ông còn đề cập đến một thông tin rất thú vị là việc Blast từng chạm trán với God 2 năm trước. Thời điểm này, Blast đang có cuộc giao tranh với Z trưởng lão. Tuy nhiên, God đã xuất hiện và có vẻ như hắn biết Blast đã bị thương nặng ở lần đó. Đây cũng là câu trả lời cho lý do vì sao Z trưởng lão 2 năm trước không chết dưới tay Blast. God mà không hiện ra ban điều ước các kiểu thì Z trưởng lão đúng là con cái nịt chứ không thoát được đâu anh em ạ. Có thể thấy, gần như Blast cùng đồng đội của mình cũng không phải là đối thủ của God. Do đó, mới có việc Blast đang cố gắng phân tích dữ liệu của những khối lập phương. Đó có thể là thứ giúp anh cùng team tìm ra phương án đối phó với kẻ thù hùng mạnh kia. Mặt khác, cũng do không đánh bại được God nên team Blast mới chọn cách tạo nên lớp phong ấn và cố gắng ngăn God tiếp cận trái đất. Có một chi tiết khá thú vị mà nếu anh em để ý thì sẽ biết. Đó là vết sẹo trên trán của Blast. Có lẽ cũng là do trận chiến với God vào 2 năm trước. Ngoài ra, có một khung tranh Blast đang đồng hành cùng với người đồng đội sử dụng song kiếm. Không biết đây là một trong những người đồng đội chưa được tiết lộ trong team Blast hay là một nhân vật nào đó khác. Cá nhân mình nghĩ đây là một đồng đội của Blast và có thể nhân vật này đã hy sinh. Hai thanh niên kia nếu ảo ma Canada thì có thể là Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhân vật kia là chủ nhân đời trước của hai thanh kiếm bá đạo này. Anh em nghĩ sao về điều này? Hay vẫn nghĩ đó chỉ là một đồng đội hiện tại của Blast vẫn chưa được xuất hiện? Bởi như chúng ta đã biết, đồng đội của Blast rất bá và chưa được debut hết. Xenos tiết lộ sức mạnh của Saitama. Cũng trong cuộc họp này, Xenos đã đứng lên nói về sức mạnh thực sự của Saitama. Anh cũng cung cấp hình ảnh làm bằng chứng thông qua lõi năng lượng của mình được Saitama mang về từ tương lai. Điều này là dễ hiểu bởi Xenos luôn tôn trọng thầy mình nên anh đang cố gắng cho tất cả thấy Saitama thực sự rất mạnh mẽ. Chính sư phụ anh là người đã gánh cả team, đánh bại Garou để cứu cả thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào biểu cảm cũng như nghe về việc sai hói cùng Garou bem nhau trên sòng bộc rồi quay ngược thời gian các kiểu, anh em nghĩ mấy thanh niên kia có ai tin không? Chắc chắn là không. Thậm chí thanh niên Flashy Flash còn ngủ gật, méo quan tâm Xenos nói cái quái gì thì chịu thật anh em ạ. Nhìn chung thì tất cả những nhân vật khác gần như mặc định rằng Saitama chỉ là kẻ ăn hôi. Và nếu điều đó có là sự thật, họ cũng khó có thể mà tin được. Ít nhất, nó đến từ niềm tự tôn cấp bậc của họ. Nhưng có thể thấy, đây là khởi đầu cho việc hiệp hội sẽ chú ý nhiều hơn đến Saitama. Có thể không phải hiện tại, nhưng trong tương lai, sớm hay muộn hiệp hội cũng sẽ biết được sức mạnh của Saitama mà thôi. Gánh tim còng lưng mà rốt cuộc mấy thằng kia nó cũng méo quan tâm, nghĩ cũng nhọ cho xài hói anh em ạ. Nhưng không sao, dù gì Saitama cũng chỉ làm anh hùng vì thích nên anh sẽ không quan trọng những điều đó đâu. Sự chú ý đến Saitama đang tăng nhanh. Dù rằng nói là không tin những gì Xenos nói, nhưng một số anh hùng cũng đã để ý nhiều hơn đến Saitama. Trong đó có Flashy Flash, Zombie Man và Mặt Nạ Mật. Với Flashy, được đồng hành cùng sai hói và méo làm gì được nó, chắc chắn thanh niên Shinobi này đang cay và ấn tượng không nhỏ về Saitama. Nên anh chàng này sẽ lại tìm đến Saitama cho mà xem. Nếu theo dõi bản gốc, anh em sẽ biết được Flashy gãy bẩn, muốn nhận sai hói làm đệ tử. Cả hai cũng có một trận giao lưu văn hóa văn nghệ nhẹ và kết quả khiến cho Flashy Flash được lần hiếm hoi cảm nhận mình sẽ chết. Nhỏ thật sự. Với Zombie Man, anh bắt đầu nhìn nhận Saitama như một kẻ vượt qua giới hạn để có một sức mạnh tối thượng. Điều này thôi thúc Zombie Man muốn phá bỏ giới hạn và anh chàng đang nghĩ đến việc nhờ tiến sĩ Xenos giúp mình làm việc đó. Anh em nghĩ Zombie Man sẽ phá bỏ được giới hạn và đạt được một ngưỡng sức mạnh lớn hơn không? Comment xuống phía bên dưới cho mình biết với nhá. Còn với riêng Mặt Nạ Mật, có lẽ việc Saitama lên được cấp A và những thông tin của Xenos, thanh niên này bắt đầu tiếp cận con mồi của mình. Về Mặt Nạ Mật và Saitama thì đây là một mối quan hệ thú vị đấy. Để tránh spoil bản gốc thì mình sẽ không tiết lộ thêm đâu. Anh em chờ thêm để biết điều gì sẽ xảy ra với hai thanh niên này nhá. Như vậy là Saitama đang dần có thêm những người chú ý đến mình. Điều này có xấu có tốt,
sau đó sẽ giúp Saitama dần được công nhận hơn. Mọi thứ cũng trở nên thú vị hơn ở phần sau của bộ truyện. Trên đây là một vài thông tin thú vị về chapter 2020 mới nhất của One Punch Man. Hy vọng anh em sẽ thích, nhớ để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.